cơm tấm Cuba nổi tiếng quận nhất, bán từ 7 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Nhìn tí xương thấy thèm rồi. Khách rất là đông luôn. Ở đến đây là phải đợi. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ tối ngày 26 tháng 12 năm 2021. Và mình đang có mặt ở ngã tư Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu, quận Nhất. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm tấm ha. Và lần này là cơm tấm Cua Bo, một cái tiệm cơm tấm mà mình vẫn thường khen ngon. Tuy nhiên giá nó hơi cao chút xíu. Nằm ở số 122 Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. Ở đây địa chỉ là 202 Nguyễn Cư Trinh rồi nè. Chúng ta chỉ cần đi chút xíu nữa thôi là tới cơm tấm Cua Bo. Và cơm tấm Cua Bo thường là bán buổi tối các bạn ha. Giá hơi cao chút xíu các bạn. Mình đi nha. Các bạn tập trung về bên phía tay trái, quán nằm bên phía tay trái. Ôi, Việt Nam, Thái Lan, vô vô. Tỉnh về. Rồi, các bạn tập trung bên phía tay trái. Cơm tấm Cua Bo. Rồi, đá bóng tưng bừng luôn. Sườn khói bay nghi ngút. Đây, Cua Bo. Bây giờ là 7 giờ sáng, bán tới mấy giờ? 11 giờ tối hả? Ồ, bữa nay bán sáng luôn. Lâu rồi, bán 2-3 tháng ngay rồi. Lâu quá rồi không gặp lại mà. Để ý. Đây, cơm tấm Cua Bo. Miếng sườn ngon. Không, 0937181811. Bữa nay bên trong khu mở anh phía trong nhà. Đây các bạn, hai dĩa cơm sườn chả nha, một dĩa 55.000 đồng. Rồi, kế bên chúng ta có cổ qua 25.000 hả? 25.000 đồng cho cổ qua. Ở đây có thêm cái phần thép mỡ miễn phí. Free. Rồi, bây giờ đây phần nước mắm nè. Nó kẹo cái nào. Vừa ăn cơm tấm vừa có bóng đá. Nghe tiếng không? Rồi, qua đây miếng sườn các bạn coi nè. Đó. Mỏng vừa phải, không quá dày. Ăn sẽ không bị khô. Cái cho cô qua cắt đây. Một trái 25.000 đồng. Nóng hổi luôn. Vừa thổi vừa ăn. Rồi mình ăn nha. Ở đây rất là đông nha các bạn. Không thể không gian. Cua Bo cơm tấm đêm 0933416370. Mình đã ăn một phần cơm sườn, cơm chả ha. Đầu tiên là cái phần điểm mạnh của họ chính là phần nước mắm. Nước mắm kẹo, mặn ngọt, rất vừa phải, đậm đà. Nó chỉ thua cái phần nước mắm Kiên Giang mình đã từng ăn thôi. Nói chung là phần nước mắm nó ngon, nó cay. Hai là cái phần sườn của họ nói chung là mềm, không bị khô, không có ướp màu. Nướng thơm ngon. Hơi tiếc chút xíu là cái miếng sườn của mình không có phần mỡ á. Nếu có phần mỡ sẽ ngon hơn.
nước khổ qua cũng ngon luôn. Rồi trong cái phần khổ qua là thịt với lại nấm mèo ha, cơ bản là ngon các bạn. Cái phần chả mình không có đánh giá cao, nói chung cũng ngon, nhưng mà so với cơm tấm bên 255 á, Phạm Văn Chí á, là cơm tấm 255 Phạm Văn Chí hay là ở đây chỉ là 231 Phạm Văn Chí chứ, thì cái phần chả mình ngon hơn. Ở đây có được một cái phần mình thích là cái phần tép mỡ rất ngon, đồ chua cũng ngon luôn. Có lý do tại sao đông vậy mà bán 55 ngàn, mà chứ hơi tiếc bên này là cái miếng sườn không có cái phần mỡ, nếu có phần mỡ nó sẽ có cái độ ướt át hơn. Rồi ăn hết cơm. Nói chung đây cũng là một cái kỹ thuật của họ nữa, giúp cho mình ăn ngon hơn. Cho nhiều quá thì ăn ngán, mà cho ít thì phải ăn thêm. Ở đây là dĩa sườn không 45 ngàn, thêm chả là 55 ngàn, có nghĩa là chả 10 ngàn, chả đá 3 ngàn đồng ly, cơm thêm 5 ngàn, khổ qua 25 ngàn đồng. Không có đó các bạn. Ngon nhất là cái phần nước mắm, còn phần ớt, ớt rất là cay, tại kiểu ớt ba chi cay lắm. Món đặc sản là lạp xưởng hả? Món gì? Lạp xưởng. Lạp xưởng hả? 25 ngàn. Ok, mình gọi thêm một cái ốp la nữa, 10 ngàn đồng các bạn nha, 10 ngàn đồng. Lấy cái muỗng, cái phần là đây các bạn thấy nè, đó vẫn còn chảy ra nè ha. Rồi ngoài kia sườn nướng liên tục, khách vô liên tục. Cơ bản ở đây á, mình thấy phần ngon nhất tức là phần nước mắm và phần ớt. Cái phần sườn không hẳn phải là xuất sắc, nhưng mà nói chung là họ sườn nướng thơm, ăn không có bị khô. Trận Việt Nam Thái Lan ha, lượt về cực kỳ đông. Sài Gòn đi uống cà phê, không bóng đá. Mình ăn cơm xong ha. Ở đây riêng cái phần khăn giấy thì không có, mà mình phải mua. Cái đó một cái khăn nhiêu tiền ta? Chắc 2-3 ngàn vậy đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Đó, mình đây cũng vậy luôn nãy giờ. Vô không? Trời ơi. Tại là khoảng hơn 8 giờ tối, mình có mặt ở nhà thờ huyện sĩ, quận nhất.
lại rồi. Giáo xứ chờ đuổi nhà thờ Nguyễn Sĩ số 1 Tôn Thức Tùng quận nhất.